quả, không hổ danh là nhà hàng có nước lẩu đắt nhất và đáng thử nhất ở Sài Gòn cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ tập trung vào hai loại nước lẩu đặc trưng không lẫn vào đâu được, và tinh tế trong cách phục vụ thì xứng đáng 10 điểm không có nhân. Tại cá hủ ngoài Island Long Nhông Sài Gòn, than cỏ dưới cam phổ qua hải thoại quan trời chót mạng hơi si hạ là hú lão, tiếng Việt là vô lão, nghĩa là trường xuân trẻ mãi không già. Ấn tượng đầu tiên là về không gian được trang trí đậm màu sắc thiền tịnh nhưng không kém phần sang trọng với màu sắc trang nhã. Kế đến là hai loại nước lẩu chứa danh là Trường Xuân và Gu Lao Cay. Với hai vị lẩu này, Long Nhông Sài Gòn thấy có sự khác biệt nhất định so với những nơi đã từng ăn qua. Nước lẩu Trường Xuân thì vị thanh nhẹ nhưng không kém phần đậm đà và béo, hương thơm thoảng qua đến từ nhiều loại thảo mộc mà lại không quá hăng. Còn Gu Lao Cay, Long Nhông Sài Gòn thấy rõ mùi thơm nồng đặc trưng nhưng không quá cay tây như các vị lẩu chung, sẽ làm mọi người cảm thấy đỡ nặng bụng hơn. Đặc biệt trong nồi lẩu sẽ có kèm theo huyết vịt và đậu phụ ngàn lớp. Combo thăn vai và thịt nạc dăm heo là nguyên dĩa bự như này nè mọi người, chỉ cần nhúng 8 đến 10 giây theo như bạn nhân viên hướng dẫn mà nói mềm ơi là mềm luôn. Mọi người thử chan nước lẩu ăn kèm cơm trắng gạo Nhật và thịt rất là bắt vị và đậm đà lắm nha. Còn đây là lõi vai bò cũng ngon và tươi không kém. Bạn nào mê hải sản như Long Nhân Sài Gòn thì đừng bỏ qua set hải sản như ý này nha. Tươi và cũng chất lượng á. Ở đây có hai loại nước chấm đặc trưng là sa tế XO và xì dầu giấm táo. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ càng chấm càng cuốn. Ngoài ra tụi mình còn có gọi thêm sủi cảo heo, combo viên xuân và rau nấm tổng hợp đang kèm cho thêm phần phong phú. Nhớ gọi rau ngó xuân này nghe, ăn rất là ngon luôn. Trong lúc ăn, bạn nhân viên sẽ mang băng xa lên nhằm giúp mọi người lấy lại vị giác sau thời gian dùng nước lẩu có vị cay nồng. Nước có vị chua ngọt lại càng làm kích thích vị giác hơn. Nhóm mình có gọi thêm bình trà hoa cúc để uống kèm khi ăn quá nhiều thịt. Tráng miệng bên này cũng nhiều món mà lại không quá ngọt. Trưa cuối tuần nhà hàng có hơi đông mà nhân viên phục vụ rất tận tình chu đáo. Long Nhâm Sài Gòn gợi ý là đi càng đông thì sẽ càng thử được nhiều món và chia đầu người ra cũng quá ổn so với chất lượng ở đây. Nhà hàng ú là nằm tại tầng 4 trung tâm thương mại Crescent Mall quận 7.